Đánh đi có gì mới lên không bắn là cháo này. Cái gì đây? Nào lên đây. Lên đây lên đây lên đây. Nóng nóng lên một phát lên. Nâng mạnh vào. Đó, đó, đó. Đây, thế lên rồi. Đó là cháo cho cháo cháo lên. Cháo không phòng được. Cháo nước vào đít. Cháo nữa. Nước nó chảy vào đít. Nhấc hai đầu nó lên nó xanh xanh. Đây đây. Cái đầu này cho đít. Móc cái đầu đít. Ngay. Đừng cho lên vỡ. Vỡ đầu sao. Lên gần rồi. Lấy cái gậy lại lay như bên này này, như bên nãy rồi. Bắn bắn như vừa lay vừa bắn. Bên đầu này này lại ơi. Đấy, thế kia cái là da này. Thì chúng em ăn thua thì đâu sẽ đem ghi như này vào. Móc sâu chút đi. Đừng bắn gì vỡ thành. Ôi, không vỡ được hả? Sao làm sao được? Cá nó sao? Như nào có nước này. Vào đấy tạt lên tần rác. Từ từ móc lại đi, thả lại đi. Thả lại.
cái cây này để cho vào cái dây. Thôi rồi, bỏ ra. Rồi, bỏ móc ra được rồi. Dẻo rồi. Bỏ móc ra, bỏ móc ra. Bỏ rồi. Thấp này sao ấy được. Lên này chảo ngắn quá. Thì đẩy lên một cái đã. Nâng cái này lên xong mới luồn chảo ra như thế. Được rồi. Đây này. Múc cái nào đó. Vất lên rồi, vai đi đốt. Để vào đít đi. Cái này. Sao đây? Ở đây trắng. Ra rồi. Ê, Linh ở đây đấy. Tất cả để hết tiền đấy, đừng có trung thùng.
rồi nắn lại đấy. Lấy dao cắt áo đi. Lấy dao cắt đi. Dao đâu? Có mày nhỏ. Anh Duy, đặt ra chạy chân anh ấy, xong chạy chi ấy lại. Mình đâu đứng đây chỉ đạo anh em đâu đi. Đây đâu làm những cái gì nào? Đâu trước. Đây đây. Đây đây. Đâu luôn. Nóng móc sạch. Dạ. Trắng thì bỏ cái này. Phải dần dần nữa bên nào đấy là nửa bên đấy. Anh thấy ơi, Đây mấy sụp vạn người ấy chưa rửa đi. Nước lọc bốn này mình chẳng biết được.
Dân. Dân đây. Dân nước đây. Lấy hai cái trùng bá vai đi. Còn con gái ta lau. Cái chuyện sống sau lấy con nong như này thì bố mẹ nhỉ, hai đứa mình chặt thế thằng con gái đó, hai chiếc quạt có vải quá đẹp, bà này chưa vàng đi, thế mà vẫn còn không dơ răng hàm để kê đã không bao giờ gọi là dơ răng há hàm cơ mà có được đẩy cái ấy được không đẩy đấy, tay của ông Sáu còn phải kê giấy lên răng để luôn vào đi. Có là hai đấy. Chủ nó thấy răng sâu. Quả này cứ vớt cứ vớt. Cái thơm này cho bạn nó thấy đi. Thay đi. Cho đi đầy thuốc thơm không nữa thôi. Ngắn nhớ kỹ nhá. Còn chặt cái đồng mà thiếu chẳng ấy nhé. Ai mà biết là phơi đình. Các anh liệt sĩ còn nhặt được mỗi anh mỗi chi chia đều. Thôi lên. Có thế anh nào. Đàn ông xương to hơn. Mà sao cũng xương ít. Ít gì nữa. Càng mua càng to ấy. Năm người càng đầy. Rồi ngắm cho cân chưa? Chốc nữa để ta xếp xong nó kia. Còn cái xương gà nó xếp được. Cứ mang ra kia. Mai thì đúng lên nó đi lên. Nhà nhàng tí. Không còn lông à, hôm nào không đốt được nhưng mà răng ra thì chính thực ạ. Chị ơi. Người ta làm người ta đốt luôn chứ đến hôm nào ai ra đây. À thế này, quần áo thì đốt đi cho bà đi. Đây đang đốt đây rồi. Đấy còn để vớt làm gì nữa, vớt ra thùng thùng này. Chốc vớt thùng thùng. Vớt thùng thùng này. Vớt hết thùng thùng. Cá còn lên khăn trắng nào vớt thùng thùng coi đấy làm gì? Xương này không to cái gì đâu. Đục cái rằm mà còn không chịu được. Vớt hết thùng thùng. Cứ vớt rồi. Răng cũng được mà đúng con tay cá bao. Nó được cứ đủ xương rồi. Đấy ông xếp đẹp cho kìa. Thôi có mùi chứ không có ấy. Xếp đẹp. Đẹp nhé. Cứ rửa đầy nước trắng hết rồi. Không phải trồng lên đây hai cái vào trong kia. Đập đi luôn. Chính nó cho vào cái rổ xẻ nó mang ngoài nó sóc còn xếp được. Đó xếp thì nó cho. Cho ra rổ xẻ sóc nó sao? Nó gãy thôi, nó gãy xương thôi chứ còn sao? Cho nên là như anh Vũ nói đúng, nếu mà già quá là coi như nhấc lưới lên là gãy xương. Nói như thế này nhá mọi người nhá, một cái cây tre hay cái thoan rất to ngâm 3 năm nhấc lên là gãy. Đúng chứ cái xương này nó không cẩn thận một túm lên đây, ở lưới kia lên nó tròn như bao thóc, nó chỉ gãy những xương vẻ này. Hết đấy, nhìn này vẫn như hình như vậy. Nhà thế là giống xương, xương vụ nó cho hết đây. Hết chưa? Còn không? Có thau còn không? Còn đâu? Không lọc hết đi. Việt đầy nuôi đầy ở ngoài bốn thằng ấy khinh cái này quý nhá, bỏ đi cháu vừa nhắc tôi cầm bính vào đấy, cái gì cầm không cầm gì ở đây về đâu bà đâu bà đâu bà đừng vất đi đâu vậy, không mang về được đâu, cắt đi cũng kiểu gì vất luôn để đây này, thế tôi mang về cho vịt tắm. Mà bạn đem về đấy. Mà này nó giải đâu mà bạn không làm gì. Cắt trong luôn. Muốn gì phanh nhá. Đầu đây. Quay đầu này lên đi. Cái này nó đúng nướng luôn. Cái đầu. Cái nắp kia nó đâu. Đây. Đâu nhà con cháu đâu vậy? Không bốn, mỗi hai người một góc nặng như chì. Đây. Đây. Đấy nhà hả? Đây. Vì nó thôi là lần.